Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường Bình Hòa thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với ngã tư 550, gần với Vimcom 550. Hôm nay em sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà 1 trệt 2 lầu đúc 3 tấm rưỡi. Nhà này có diện tích là ngang 5, chiều sâu là 29m, đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Nhà thiết kế rất là đẹp, nhà này có kiến trúc sư thiết kế đồng hoàng nha. Nhà rất là đẹp. Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị mình này. Căn nhà này nằm ngay giữa hai khu chợ, vị trí rất là đẹp. Ở đây mình có thể tiện kinh doanh, buôn bán, mở văn phòng, công ty. Đây là mặt tiền đường, rộng tầm khoảng 10m, vỉa hè mỗi bên là 3m. Từ đây di chuyển ra trục đường chính, ngay chợ cho đây buôn bán rất là sầm uất nha. Vị trí ngay đây, ở đây người ta có kinh doanh buôn bán cùng trên trục đường nhà mình này. Nhà thông thiên giữa hai chợ. Ở đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị mình này, nhà hai lầu mái thái chữ A đây nhá. Con đường phía trước này, đường thông buôn bán. Từ vị trí căn nhà này di chuyển ra ngã tư 550 chưa tới 1 km, di chuyển sang khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2. Nhà này cách khu nghiệp Sóng Thần 2 tầm khoảng 500m thôi nha, cách Sóng Thần 1 tầm khoảng 1 km. Từ đây di chuyển đi Thủ Đức hết tầm khoảng 3 km thôi nha. Quý anh chị có nhu cầu về đây mua ở, kinh doanh, buôn bán, mở văn phòng, công ty rất là tốt nhé. Nhà rất là đẹp. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong để tham quan chi tiết căn nhà. Quý vị xem hết video luôn nhé. Căn nhà được chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Mình xem hết video để cảm nhận được căn nhà được thiết kế đẹp như thế nào. Ngoài đây có một lớp cửa cổng được chủ nhà làm cửa cổng 4 cánh, hàn kiên cố đây nhé. Vị trí đây mình có sân xe hơi rất là rộng này. Ở đây mình để sân xe hơi 7 chỗ, xe bán tải thoải mái và để thêm được vài chiếc xe Honda nữa nhé. Cổng đây đã được chủ nhà lập ngói trên hết rồi. Vách hai bên cổng được chủ nhà ốp cao lên hết luôn này. Di chuyển trong đây mình có thêm một lớp cửa thứ hai là cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực màu trắng nhá. Và mặt tiền này được chủ nhà ốp đá đen kim sa ống ánh này. Loại đá này bây giờ là hơi hiếm rồi. Nhà được chủ nhà thiết kế rất là đẹp, nhà xây ở rất là chắc chắn nhá. Nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm rưỡi. Nhà này công năng sử dụng gồm có phòng khách, phòng bếp, sân xe hơi, có hồ bơi. Nhà này có hồ bơi ở trên lầu nhé. Quý vị xem hết video, em sẽ quay lên tới trên luôn. Mình xem sân thượng có hồ bơi. Trên cùng mình có thể trồng cây cảnh, trồng rau. Đây là không gian phòng khách nhà mình. Phòng khách rất là rộng, chủ nhà để dài tầm khoảng 9m. Phòng khách rất là rộng nha. Bên hông này, phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led nhà mình. Vách bên đây được chủ nhà ốp alu lên tới nóc luôn, nhựa giả đá nhé. Di chuyển vào sâu trong phòng khách. Đặc biệt căn nhà này tặng hết nội thất cho quý vị mình. Quý anh chị nào có nhu cầu mua hãy liên hệ với em Sơn, hẹn gặp em ở ngã tư 550 ở Vimcom 550. Alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Từ nhà này cách vị trí ngã tư 550 chỉ tầm khoảng là 1 km thôi, rất là gần. Nhà nằm ngay chợ luôn nhé. Căn nhà này có hướng chính bắc, phù hợp với anh chị thường mệnh đông tứ trạch. Nhà rất là đẹp. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Nhà thiết kế rất là đẹp nha. Cầu thang lên rất là dễ. Trên cùng có thêm 3 phòng ngủ, 2 phòng sinh hoạt chung, 1 hồ bơi
một sân thượng sau. Quý vị mình đợi xem hết video luôn nhé. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn nhà mình. Ở đây mình có khu bếp rất là rộng rãi và đẹp này. Ở đây có bộ bàn ăn 8 ghế và ở đây có bộ nệm sofa đây. Ở bên đây mình có quầy bar mini cũng như các tủ rượu ở đây. Chủ nhà tặng hết nội thất cho quý vị mình mua ở nhé. Do chủ nhà đã có nhà ở trên Đà Lạt rồi nên là muốn nhường lại căn nhà cho quý vị mình. Khu bếp này. Phía sau mình có sân phơi giếng trời ở đây. Trên cùng có thêm một sân phơi ở trên. Cũng giống gần như này nhé. Mình kê máy giặt phơi đồ ở trên. Và quý vị mình có nhu cầu kê luôn đây này. Nhà này có hai chỗ để mình kê máy giặt phơi đồ. Vị trí rất là đẹp nha. Đây chỉ là cái kho thôi. Mời cả nhà bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để mình tham quan ở trên. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Nhà rất là đẹp. Dưới đây có phòng vệ sinh này. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 6 tỷ 300 triệu đồng. Vẫn còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem nhà, liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em Hồng Sơn ở trên màn hình, em dẫn trực tiếp đi xem. Vì chủ nhà đang ở trên Đà Lạt, không có ở đây. Ở ngoài chỉ là nhà này cũng có thể có số của mấy nhà hàng xóm liên hệ với em để làm việc trực tiếp luôn nhé. Phòng ngủ đầu tiên này, đầy đủ hết trang thiết bị nội thất trong gia đình. Ở đây có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Có giường nệm, có tủ áo ở đây và phía sau có ban công này. Kệ sách, tủ lạnh đầy đủ hết nhá. Nhà rất là đẹp. Phòng vệ sinh riêng ở trong phòng này. Đây có chậu rửa mặt xinh xắn ở đây nhá. Nhà rất là đẹp. Tủ áo này. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan. Ở đây mình có phòng khách thứ hai này. Đây mình có phòng khách thứ hai nhá. Trên đây cũng có chỗ để mình kê tivi, kê tủ lạnh trên đây. Không gian rất là đẹp. Bên đây là phòng ngủ tiếp theo này. Đây có kệ sách này. Ở đây phòng ngủ này rất là rộng, có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Có tủ áo ba cánh ở đây nha. Đây có dàn tủ nhà mình này. Tủ áo ba cánh do chính chủ nhà làm luôn. Phòng vệ sinh tuyệt vời, cực rộng nha. Có vòi tắm đứng, vòi tắm nằm và phòng tắm riêng. Chậu rửa mặt. Giường ngủ này. Tặng lại toàn bộ nội thất cho căn nhà mình. Quý vị có nhu cầu mua ở. Đây là căn nhà tuyệt vời để quý vị mình nên cân nhắc. Giá chỉ có 6 tỷ 3 thôi, tặng hết nội thất cho căn nhà 146,4 m². Nằm vị trí ngay chợ luôn nhá. Sân thượng phía trước này. Nhà rất là đẹp. Bây giờ cùng di chuyển lên trên. Quý vị mình xem hết video luôn nhé. Nhà rất là đẹp. Mình xem hết video để mình cảm nhận được căn nhà. Mình đỡ thời gian phải đi xem. Nếu thấy phù hợp hãy alo cho em Sơn để em dẫn đi xem trực tiếp nhé. Thang này. Đây là phòng ngủ thứ ba.
Phòng ngủ này cũng có máy lạnh, có tủ áo, có sân phơi phía sau. Phòng ngủ rất là rộng nha. Phía sau đây mình có thể kê máy giặt ở đây. Đây có chỗ mình kê máy giặt đây nha. Kê máy giặt phơi đồ ở đây. Phía sau còn giếng trời nhà mình. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan phòng khách trên. Bên đây mình có phòng vệ sinh ở đây nữa này. Nhà này rất nhiều phòng vệ sinh nhé. Chậu rửa mặt này. Trên đây là phòng sinh hoạt chung, phòng khách ở trên. Nếu nhà mình có thể làm phòng thờ ở đây được luôn nhé. Tặng hết nội thất cho quý vị mình. Nhà rất là đẹp. Ở đây có cầu thang để lên trên đây. Trên đây còn một tấm ở trên nhé. Quý vị có thể lên đây trồng rau, trồng cây cảnh ở đây được. Phía trước mình có hồ bơi này. Ở đây mình bơm nước lên đây là có thể bơi lội ở đây thoải mái nhé. Diện tích tầm khoảng 6 m². Trí rất là đẹp luôn. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này thuộc phường Bình Hòa, thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, kế bên ngã tư 550 và Vimcom 550. Nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 6 tỷ 300 triệu đồng. Diện tích là ngang 5, sâu 29. Nhà có hoàn công, đúc 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm rưỡi. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở ngã tư 550, em sẽ dẫn đi xem nhé. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.